Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng về máy đo huyết áp của Đức Accu-Chek, model là Performa. Hãng Accu-Chek của Đức có rất là nhiều model, và đây là một trong những dòng thông dụng ở thị trường ha. Cái model này thì giá bán lẻ gửi là 1.600.000, bà con mình có thể ra các cửa hàng để tham khảo thêm. Còn đi theo máy chỉ là 10 que để test ha, và 10 kim. Rồi bây giờ chúng ta cùng khui máy nha. Đây là một trong những dòng thông dụng và dòng cao cấp của Accu-Chek. Mỗi một model là đi chung với một cái loại que riêng, nên là bà con mình chú ý ha. Mặc dù cùng hãng nhưng mà mỗi máy là sử dụng một loại que, nên mình chú ý để khi có mua que để mình không bị mua nhầm. Rồi đây là que test có 10 que nè. Một cái vỏ máy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ ha. Rồi bên trong đây thì mình sẽ có một cái bảng chuyển đổi lần đường, thì có hai loại đơn vị, đó là milimol và miligram. Thì có thể có một số máy là chúng ta có thể cài đặt được, nhưng mà một số máy như loại máy này thì nó sẽ cài một loại model, một loại đơn vị đo thôi, nên là chúng ta sẽ không có cài đặt nữa. Chúng ta có một máy nè, một máy Accu-Chek và Performer và một cây bút lấy máu. Rồi bên trong đây thì chúng ta sẽ có một cái cây kim. Kim trên thị trường thì nó sẽ có hai dòng, đó là hai dòng thông dụng, đó là kim tròn và kim dẹp. Nhưng mà cái này khá là đặc biệt, đó là kim có 6 đầu kim trong một cái đầu tròn như thế này, nên là cái này chúng ta phải mua riêng chứ không có sử dụng chung được. Và đương nhiên nếu mà như nhà chúng ta có một cái cây bút lấy máu loại thông dụng kim tròn và kim dẹp, mỗi lần là thay một kim á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được, tại vì cái này chỉ là lấy máu thôi, chích lấy máu cho không đau. Thì mẫu máy này sẽ có một cái nút nguồn ha, có hình chữ Y nè, và hai nút bấm trái hoặc phải. Rồi ở bên dưới thì chúng ta có một cái khay để cắm que ha, một cái khay để cắm que và một cái chỗ để pin. Bên trong đây chúng ta có một viên pin 2032, viên pin này cũng khá là dễ tìm. Thì nếu mà sau này hết pin á thì mình ra mua pin mình thay. Một là nó sẽ báo là cái pin hết, hai nữa là nó sẽ không hiển thị màn hình, thì mình cứ thay pin thử nha. Thì mẫu model này được bảo hành trọn đời, nếu mà hư thì mình ra cửa hàng mình sẽ đổi máy mới. Thử dòng máy này, đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái máy. Thường thì máy này đã được cài đặt ngày giờ, còn không thì chúng ta có thể cài đặt lại. Rồi cái thứ hai là hũ que ha. Que test này thì bà con mình chú ý, tức là cái loại hút ẩm, nên là khi mà mình lấy ra mình phải đậy nắp lại liền và tay mình khô nha, chứ mình không đậy kín hoặc là cái tay mình ướt, nó nhiễu nước vào nó hút hút ẩm thì nó nghĩ là que đã sử dụng thì tốn tiền nha. Thì có hai dòng hũ que là 25 que và 50. Nếu mà chúng ta mua lọ 50 que thì chúng ta sẽ tiết kiệm hơn. Rồi máy que. Rồi đây là cây bút lấy máu nha. Rồi và một cái đầu kim lấy máu, chúng ta cui ra. Rồi đây là đầu kim, và đây là cái máu để thử, cái này máu giả đó, dung dịch thử. À, hôm nay Sơn sẽ thử cùng cả nhà mình ha. À, chúng ta ví dụ lấy một lọ ra để test. Rồi trước khi đo thì mình nên đo trước giờ ăn sáng hoặc là đo sau bữa ăn 2 tiếng ha. Rồi bây giờ mình sẽ rửa tay sạch, lau khô và mình lấy một que ra. Lấy xong thì mình sẽ đậy cái que này nhanh để cho không hút ẩm nha. Trên thị trường thì có nhiều dòng máy là mình sẽ lấy máu ở trên giữa que, còn cái model này là mình sẽ lấy máu ở cái đầu mài ngoài của que ha, từ ngoài mình chạm vào, và chúng ta sẽ không có được lấy máu trước nha. Lấy máu trước thì nó hiểu là que đã xài rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị xong cái này, bây giờ mình nói về cái bút lấy máu. Thì trên thị trường hai dòng thông dụng đó là kim tròn và kim dẹp, và hai dòng được rất là nhiều hãng sử dụng. Còn cái loại mà đi theo máy này thì có một cây bút khá đặc biệt là cái đầu kim của 6 đầu kim nhỏ,
xài trên một cái đầu tròn lớn này nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra, mở nắp trên cùng nè ha. Rồi cái này khá đặc biệt là khi mà chúng ta lắp vào rồi thì chúng ta không thể lấy cái đầu này ra được. Nếu mà lấy ra thì nó sẽ hiểu là que đã sử dụng rồi nha. Rồi chúng ta cắm vào. Đó, khi mà chúng ta rút ra rồi thì sáu đầu kim này nó sẽ không xài được nữa. Nên là khi lắp vào là mình để cố định luôn. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh độ sâu của cây kim. Bà con mình thấy nó sẽ có 5 cái vị trí. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu chúng ta dặn về số 5 ha. Dặn về số 1 là cái đầu này nó sẽ cao lên. Có nghĩa là cây kim mình nó sẽ chích nó không có đau. Còn nếu mà về số 1, về số 5 nè, thì cái đầu này nó thụt vô thì cái đầu kim nó sẽ lòi ra nhiều nha. Thường thì mình để mức trung bình mức 2 hoặc mức 3. Rồi. Khi mà mỗi lần xài xong thì mình gạt về phía bên phải cái thì nó sẽ lòi bỏ một cây kim khi xài xong. Rồi bà con mình thấy rồi ha. Ở đây thì nó khác hoàn toàn với các loại bút kia. Nên bà con mình chú ý, đầu tiên mình cứ để vào cái tay như thế này. Mình bấm. Ha, mình để cái tay mình vào, mình chỉnh ví dụ độ sâu này nè, mình bấm. Đó, nó sẽ chích một cái. Rồi mình sẽ gạt qua, nó sẽ trừ đi nè ha, từ số 6 mà xuống còn số 5 đó, tức là nó đã mất một cây kim. Rồi nếu mà lần thứ hai mình xài thì mình cứ vậy, mình bấm là để tay vô, mình đẩy lên nè ha, đẩy lên đó, nó sẽ chích một cái cực là hư một đầu kim và chúng ta sẽ gạt qua một cái lấy lại thì nó sẽ là số 4. Rồi bà con mình thấy ha, mỗi lần xài là mất một cái cây kim rồi đó. Rồi khi xài xong thì mình mở ra, mình tháo, mình dẹp thay, mình sẽ thay cái đầu mới. Rồi bây giờ mình sẽ thử test máy nha. Thì cái máy này nó có chức năng là kết nối hồng ngoại nhưng mà cái này kết nối hồng ngoại qua máy vi tính nhưng mà mình không có xài. Ở đây Hồ Sơn hướng dẫn mình cách sử dụng đơn giản thôi. Mình chỉ cắm vào đo hiển thị kết quả và mình xem lại bộ nhớ. Thì bộ nhớ này nó được 500 lần nha. Mình bấm tiến hoặc lùi mình xài. Sau khi mình cắm que vào thì nó sẽ hiện giọt máu chớp chớp, mình mới cho máu vào chứ không cho máu vào trước nha. Ví dụ mình cắm que vào ha, bà con mình chú ý nè, chúng ta xem cái mặt trắng thì không có đúng, mình phải lật cái mặt thuận lên mình nhìn thấy chữ cùng chữ ha mới là đúng. Rồi đây là mặt điện thì mình quay vào bên trong máy, còn cái đầu nhỏ bên ngoài là lấy máu. Mình ví dụ mình cắm vào. Đó, khi mình cắm vào thì máy sẽ hiển thị ngày giờ trên đây và có cái đồng hồ cát, tức là chờ khoảng 2-3 giây khi mà máy nó đầu giọt máu chớp chớp này mình mới đưa máu vào, chứ mình không đưa vào trước nha. Mình không có lấy máu trước khi cắm vào máy, hoặc là khi vừa cắm vào máy mà nó chưa hiển thị cái giọt máu chớp chớp ngay chỗ này thì mình cũng chưa cho vào, mình chờ nó hiển thị lên. Còn nếu mà trường hợp mình lấy ra hoặc là mình để lâu quá ha, máy nó tắt nguồn đó, thì mình có thể cắm lại nha. Nhưng mà que đã xài rồi thì không xài được. Đây, khi chúng ta cắm lại thì đồng hồ cát nó khởi động nè và bây giờ bắt đầu lấy máu. Rồi bây giờ Hoàng Sơn ví dụ mình sử dụng máu giả nha, dùng dịch thử nè. Đây chúng ta sẽ chấm vào một giọt nè. Rồi ví dụ chúng ta lấy một giọt máu ha, rồi chúng ta từ ngoài chạm vào nè, đó nó sẽ hút đầy cái chỗ đầu màu vàng này. Rồi chúng ta chờ khoảng 2 giây nó sẽ hiển thị kết quả lên nha. Đó, này chúng ta đang xài dung dịch tịnh test nên là cái vị trí nó, cái con số nó hơi thấp nè. Rồi sau khi xài xong thì chúng ta có thể rút ra và bỏ. Rồi bây giờ khi mà mình xem lại bộ nhớ thì chúng ta, bây giờ mình tắt nguồn ha, khi xem lại bộ nhớ thì chúng ta sẽ bấm mở nguồn, sau đó bấm tiến hoặc lùi, nó sẽ hiện từng lần lên nha. Cái này dung dịch thử nên nó không hiện nè. Rồi bây giờ mình tắt máy, hoặc là không tắt thì 30 giây nó sẽ tự tắt màn hình nghỉ nha. Rồi bây giờ Hoàng Sơn chia sẻ lại đơn giản. Đầu tiên cái máy này không cần phải kết nối qua điện thoại hoặc máy tính gì hết mà đã được cài đặt ngày giờ rồi. Nếu mà như chúng ta muốn cài đặt lại thì chúng ta đè giữ nút nguồn nha, rồi sau bấm tiến lùi. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển vị trí cài đặt ngày tháng năm. Nó chỉ có 3 nút này thôi. Khi cài xong mình sẽ tắt máy.
Rồi còn khi thử á, chúng ta lấy cái hũ que và chú ý que còn hạn sử dụng và đừng có để ướt những cái hũ que còn những cái que còn lại bên trong hũ ha. Chúng ta lấy que cắm vào trong máy. Rồi thì chúng ta sẽ lấy bút lấy máu nè. Mình sẽ chích nặng một giọt máu và chúng ta cắm vào que. Chờ khoảng 2 giây ra kết quả. Sau đó chúng ta sẽ tra cái con số đó vào bảng. Ví dụ nha, giống như trên vỏ hộp nè, chúng ta thấy là 106 mg. Thì mình sẽ tra vào đây. 106. Ở đây thì nếu mà như ở màu xanh lá cây ha, nó là bình thường. Nếu mà màu xanh dương thì nó là lý tưởng, màu hồng là hạ đường huyết và màu vàng là tăng đường huyết. Ở đây có đơn vị là millimol và miligam, nó có chuyển đổi nhau. Nên là khi chúng ta xem đúng cái con số thì mình sẽ biết được đường huyết cao hay thấp liền. Còn nếu mà hiển thị lỗi ha, hiển thị LO hoặc LO thì LO là quá thấp hoặc HI là quá cao. Nếu mà báo lỗi đó thì có nghĩa là đường huyết mình quá thấp hoặc quá cao đó, mình nên đến bác sĩ để mình kiểm tra đường huyết nha. Hoặc là nếu mà lỗi E1, E2, E3 thì tùy theo model thì sẽ có cái cách sử dụng và cái cách khắc phục lỗi. Và trường hợp hết pin thì nó sẽ báo pin yếu hoặc là pin hết thì không hiển thị màn hình thì mình thay pin nha. Đấy là cách sử dụng khá đơn giản của dòng Accu-Chek và Pharma. Đây là dòng cao cấp của hãng của Đức. Đây là sản xuất tại Mỹ, nhà máy tại Mỹ. Đây đó là cách sử dụng khá là đơn giản cho cả nhà mình ha. Đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo ha, và các dòng máy thiết bị y tế gia đình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.